Hello, Bình Huỳnh xin mến chào đại gia đình. Hôm nay Bình Huỳnh đi đến đây thăm nhà Huỳnh Trí Bảo các bạn. Đi biển vừa về xong xuôi là Bình Huỳnh chạy thẳng về đây luôn. Lên đây thứ nhất là anh Bốn với chị Bảy với lại cháu Ngọc vừa về cách đây mấy ngày đó các bạn. Mình cũng có cố gắng để tranh thủ để ghé thăm anh Bốn và trước khi gia đình làm đám cưới. Hello, chào mọi người nha. Mọi người hôm nay có em trai mình cũng đi về chung Việt Nam, về ở Việt Nam chung với mình nhưng mà đi trước một ngày. Rồi gia đình mình về sau. Nói chung quy là sẵn dịp và cơ hội để về có một cái đám cưới của đứa cháu. Đứa cháu đó. Của đứa cháu của mình. Nên gia đình cũng tập hợp đây đầy đủ. Phương tiện đây thì anh em về gặp nhau luôn. Hối lắm các bạn. Hôm nay chú có lên ghé thăm để tham quan thăm ngôi nhà mới của Huỳnh Trí Bảo. Mình chỉ có xem qua phim thôi chưa thấy. Đúng rồi. Đúng là dự định là Bình Huỳnh ở ngoài đảo đó các bạn. Một vài ngày. Nhưng mà ông anh hối quá, ông anh nói thôi đi về để vì công việc anh em ở bên này đó nó rất là lu bu, phải không? Đúng rồi. Rồi để Bình Huỳnh vô bên trong nha. Đi thăm chị Bảy đang không? Tham quan đó chị Bảy em đứng ở chỗ bếp đó. Wow, nhà nhìn khang trang quá ta. Ok ha. Nhà đẹp quá Huỳnh Trí Bảo ơi. Chúc mừng Huỳnh Trí Bảo nha. Thấy mấy đứa cháu cắt cái nhà gì cũng ok lắm. Chị Bảy đâu? Chị Bảy đâu rồi? Chị Bảy đây nè. Đi thấy đi live stream vui quá trời luôn. Chú đi 2 ngày hả chú? Dạ, chị về đây sao giấc ngủ vô ok là chưa chị Bảy? Chưa ngủ được chú ơi. Chưa ngủ được phải không? Nhưng mà ban ngày với bà chị có buồn ngủ không? Không. Mà có hồi nãy giờ có hơi buồn ngủ chút xíu mà giờ qua rồi. Ồ vậy hả chị? Qua cái trung rồi. Yeah. Chứ còn mấy ngày đầu wow. Chị với anh Bốn với hai chồng Ngọc tới 2 giờ sáng là xuống ngồi chút nữa. 2 giờ sáng luôn. Mình làm bếp ở ngoài vậy hả chị? Chào cả nhà nha, quên nữa. Wow, hôm nay hay tới 3 đầu bếp luôn ta. Hôm nay đầu bếp chính này. Đầu bếp chính nữa hả? Mới của ông Bảo mừng quá. Dạ. Rồi căn nhà ở đây mà căn nhà có cái hồ bơi đằng trước đây là có lý đây bảo nè. Dạ. Thầy con làm cho mấy đứa nhỏ. Khách cửa bà con họ mình anh em gia đình. Nhưng mà người lớn cũng tắm được chứ. Khỏe mái chứ. Vậy là tối nay phải cho chú tắm cái hồ bơi mới của con cái chứ không? Dạ. Nhìn ở ngoài chú thấy cái kia lối kiến trúc này nhìn có vẻ hiện đại được không? Con làm kiểu hiện đại chứ. Nhìn hiện đại đó. Nhìn cái không gian nó thoáng các bạn ơi. Đúng là nhà vườn sân vườn. Đây mới đúng là căn nhà nghỉ dưỡng của con đây phải không? Dạ. Dạ mơ ước phải không? Mơ ước đó. Chúc mừng con. Rồi bây giờ Bình Huỳnh hôm nay lên đây là chưa gì hết trơn mà thấy ông anh của mình là chuẩn bị một cái bàn ăn thịnh soạn ở đây rồi này các bạn nè. Về đây Việt Nam sướng quá. Về Việt Nam có một cái là đồ ăn đồ rất là thoải mái. Đi tới đâu mình cũng được các bạn, cô chú, anh chị như là những người thân đó các bạn. Đến nơi nào cũng đều là mình ăn uống thoải mái. Đồ ăn bên Việt Nam mình là Ê cháu Ngọc. Mới ngủ dậy hả con? Rồi chút xíu đó Bình Huỳnh sẽ đi vòng cái khu vườn này. Để hình như là mọi người cũng thấy cái căn nhà của Huỳnh Trí Bảo review ở trên cái kênh YouTube của cháu Ngọc là phải không? Cái nước này sao con? Nước là giữ sao mà chú thấy trong vắt vậy? Lọc liên tục hả? Một ngày đó lọc khoảng 8 tiếng đó. 8 tiếng luôn hả? Dạ. Wow. Cái này con làm cái hồ muối. Hồ lọc bằng muối. Hồ lọc bằng muối luôn hả? Mặn luôn á. Không phải là cái hồ bỏ cà lo, xử lý lo nó chất tẩy nhiều quá nó bị hôi. Có người đến để mà linh ấp cho con mỗi ngày vậy đó hả? Mỗi cuối tuần là con nhà người đến làm. Căn nhà mình tổng cộng được mấy phòng con? Ồ, 2 phòng hả? Cái mới vừa rồi là con mới làm thêm 3 phòng ở ngoài đây nữa. Là con tiếp tục con làm thêm 3 phòng này hả? Đó là tối nay là ở trong cái phòng đó là... Riêng một góc trời đó phải không? Nói chung là chú rất nhìn thấy rất là thoáng đây nè. Mát lắm. Nhìn thấy nó có dương khí. Ở đây mát ha? Mát kiểu lắm. Và màu sắc chú nhìn thấy cũng hài hòa đó. Rất là hài hòa. Cái này không gian mở nên con làm kiến hết rồi. Làm kiến chứ không làm bó bột đó, nó tù túng. Quá tốt. Rồi bên kia là chú Tám mình. Bên kia chú Tám bên này, chú Tám bên này thì em để dành cái video sau, để em sẽ review cái video sau nhà chú Tám. Sướng cuộc mấy các bạn ơi là hai anh em được ở sát vách với nhau luôn. Thấy không? Cách nhau có cái dậu à. Mồm tay ư xanh giờ phải không? Vui. Quá hạnh phúc rồi gì nữa phải không?
chứ phải còn nó miếng đất gần đây cái mua thêm cái chỗ này nữa cái làm cái đó là ba anh em coi như là hả không à, hả đúng rồi bây giờ là tâm tấu ABT luôn phải không tấu ABT luôn à, hả rồi bây giờ em bước vô bên trong tham quan ở trong à, vô bên trong rồi, tham quan đi, hả à, được để cho mấy cháu nhỏ ở bên trong đó đi có gì đó thì nó đang bùa bỏ nó đang thấy mấy cháu nhỏ đang chơi bên trong kìa. Ừ. Chủ yếu là quan trọng nhất là vòng vòng em thay khuấy bứng bên ngoài cái phong cảnh nó mát quá anh bố. Mát phải ha. À. Đẹp cái bồ bằng ăn này chú nhìn thấy nó cũng rất là khom nè bảo nè. Mới tạo về đó phải không? Mới tạo về nghe nói em lên rồi mới làm lại. Vừa mua cho em một bồ bằng ăn mới để cho em có chỗ em ngồi đây phải anh bố. Có ngồi cho đàng hoàng chứ không có cái gì là anh bố nữa mất công lắm. Thương ông, ông em quá trời như vậy rồi gì nữa ta. Quá đổi luôn. Vui các bạn, anh em ở bên Mỹ cũng vậy à, lâu lâu một vài tháng nhớ nhau chạy tới thăm à, rồi về đây cũng vậy. Mình ổng về đây, về trước ảnh có 2 ngày à. Chưa kịp gặp chứ mấy. Đúng rồi. Rồi đùng có cái là mình đang đi ở ngoài biển đảo đó thì bắt đầu ông anh gọi quá mình phải chạy. Đúng rồi. Lo mình chạy về liền. Rồi chú bữa nay là khỏe không? Giấc ngủ rồi ngon lạnh. Dạ em cũng ok chị, cũng hơi chập chờn chập chờn. Hello con Ngọc, hi đi quên. How are you? Phải. Ủa chú Miro có lên không vậy? Có con. Chào cả nhà. Cháu Ngọc các bạn. Chào. Lo lắng lắm, lo lắng vấn đề Miro luôn. Lo lắng. Bàn này chú mới chú lên mới mua lên đâu nè. Chú vừa rồi chú đi đảo cái bị chú cái cặp micro cái bị gãy, cái mà chà cháu order cho chú đó. À, nó bị gãy rồi, nó gãy cái chốt của nó coi. À. Rồi anh bốn bây giờ sao đây mình sắp xếp xuống ngồi xuống đây ha. Rồi mời các anh bạn anh Hưng trời anh Hưng là cũng ở Florida về luôn đó cả nhà. Đây ông anh bạn của mình ở bên gần nhà mình đó cả nhà mình chắc ai cũng biết rồi lên video của Ngọc xem thì biết rồi. Đi Quyên. How you been, Quyên? You been well? Vô ngồi về coi. How the weather? How you deal with this weather? Same right? Ủa mấy cậu chú Tám tới nào vậy? Vậy là chị thấy thoải mái hơn ở bên Mỹ chị bảy? Dạ. Nước nó dâng lên đó con. Con. Chờ anh nhậu đi. Là sao? Mấy đứa bây giờ cũng ở gần đây luôn hay sao? Ở dưới nhà ban ngày lên đây làm. Ồ, ban ngày lên đây hả? Dạ. Con gọi coi Thuận đều giờ khi nào về? Em được cao tóc rồi. Xuống cao tóc chưa? Xuống cao tóc. À, vậy hả? Chô, bị Thuận hả? Rồi có nhớ tí tiền bò không? Cái trưa nóng quá, hồi trưa. Ồ, này nóng ha. Không có ra được. Tối lại mát. Thôi để chiều cái con bé trai nó chạy qua. Rồi bây giờ nhà kế bên này ở? Thì có mấy đứa cháu đó tối nó ngủ. Dạ. Yeah. Tối tới nó ngủ hả? Nó ngủ ban ngày nó ở. Rồi Thuận mình ở đâu? Nó mới nhà cũ. Thuận ở nhà cũ, nhà mới? Nhà cũ. Nhà cũ hả? Vậy đi. Đi qua cha một chút. Đấy, con đang ngồi ăn bữa tối đã. Rồi bây giờ mai cái con qua. Tối lên đây ngủ nè trời ơi. Thì đó bây giờ tới đây thì quá trời chỗ ngủ đây rồi. Lên nó ngủ trời ơi là trời. Ngân khi nào sinh cháu? 10 ngày nữa hả? Biết trai gái gì chưa? Gái đâu rồi mà. Gái hả? Wow tuyệt vời chưa? Quá đẹp luôn vậy nè. Hai trai một gái. Con lo con ăn đi. Ăn đi rồi đi chạy nha. Chạy cái này là bà cố của mình anh. Bà cố của này đó. Chạy đi về đây thấy nó tư rối ha. Ừ nó có chút rồi trời. Rồi sao bây giờ mình một mình ăn hai tô dữ ta? Hai đứa nè. Một tô của Ali nữa rồi nó. À. Cô xe hai mỗi năm chưa? Nhanh lên hôm nay anh nhanh được đi xe điện đụng đó. Hôm nay là anh nhanh hơn. Trời ơi dưới đó là xuống là đông thôi chứ. Đông lắm không ạ? Đông. Con có liền đi đó. Chút nữa nha. Cơm xong rồi cho đi liền đó nha. Rồi mấy con ngồi chơi ha để chú ra nhớ lại ba bắt bóng để bắt năm ra ngồi bắt bóng. Bên này thì khỏi. Đi ba. Anh giữ thế anh về đây thấy anh thoải mái không? Ok em. Thoải mái. Vừa khí hậu vừa gặp được cháu nội nè. Đó cái đó là ok nhất luôn á. Quá hạnh phúc nữa. Quá hạnh phúc cho nội về em ra em có coi ra sân bay ôm nó không mấy giờ. Quá khóc quá trời. Bây giờ tối rồi anh ngủ đây là con như nó không có ngủ ba mẹ nó nữa. Chạy xuống kiếm ông nội đây. Ông nội ha. Ừ, kiếm ông nội đây từ bữa em về đến giờ là kiếm ông nội không. Đó ngủ suốt vậy đó. Cũng tội nghiệp.
Dễ thương ghê chưa. Mà em rồi lên đây. Ngăn mình là 10 ngày nữa là xanh nữa rồi là bắt đầu anh cũng bận rộn. Nhưng mà chuyến này anh về nữa mấy tháng lần mà? Gần 6 tháng á. Phải giúp chơi con cháu chứ bây giờ sao có mình ăn tiền cho mấy. Dạ vậy đó. Cũng hay đó con. Sắp tùng như vậy con về đây vậy công việc mình vừa trời nó mình vừa là được thăm quê nè, vừa là lo được chuyện gia đình nè. Mà hay cái là con trai mình nó chưa vô lớp 1. Cũng đỡ nên Ngọc nó có thời gian nó ở đây hơi lâu. Đúng rồi. Thấy không? Bữa trước rồi thấy là chị đi học ở đây hả? Rồi mới biết tiếng Việt ở đâu đấy đi học. Biết chứ, biết nói tiếng Việt chữ á. Vậy hả? Trời ơi, mấy cô giáo biết nó hết trơn. Vô cho học lớp chung với Bali á. Thì nói chung là đi giống như đi nhà trẻ dữ rồi vậy thôi chú, chứ không phải đi học gì. Không phải đi vô học chữ ABCD. Không. Đi cho vui vậy đó mà. Đi cho vui, đi giữ trẻ vậy đó. Ok đó con, vậy cũng hay. Con lòng mà. Nhưng mà nếu mà con bây giờ còn có 5 năm nữa chứ sao mà cháu nó vô lớp 1 thì là con cũng phải là busy đó nghe, chứ không phải là lúc nào cũng đúng đi rồi. Đâu đi đâu đó. Đúng rồi. Khó mà giờ công việc thì ở Việt Nam. Công việc thì ở Việt Nam nhiều. Nói như chưa thấy mấy nhỏ của anh Bảo này là bắt đầu thứ hai là phải dọn về rồi, không phải đi học rồi. Nhưng mà em lên đây thăm như thế này em thấy hai cháu nó các cái chỗ này em thấy ok còn, không? Cái không gian này nó quá còn không gọi gì để nói lên bố ơi, tuyệt vời. Mà cái mô hình cái này bản vẽ này của Quỳnh Trí Bảo vẽ đây hả? Quỳnh Trí Bảo vẽ đây. Quỳnh Trí Bảo vẽ ước mơ đi chứ. Kiến trúc sư Quỳnh Trí Bảo vẽ cái mô hình cũng dễ sợ chứ. Quỳnh Trí Bảo vẽ thì còn anh Hòa anh thêm ý tưởng chi tiết. Ý tưởng thêm á hả? Dạ, anh Hòa chị Dung mình á. Anh là người làm cho con hết cái khu vực này đây. Dạ. Cây cảnh thì có thằng Vương. Ra niệm, ra gói niệm có anh Việt. Nãy giờ con ăn cá đây rồi. Nội thất tivi tủ lạnh thì có bác ba gái bác ba chiến này chú đi qua lại đó là chú nhờ anh vì con may cho chú cũng là 5-7 bộ ra giờ đó chú đem đi à. Chú thấy cái ra đẹp quá, chất lượng không? Chất lượng quá tốt mà rẻ đối với ra Mỹ của mình thì ra quá rẻ. Dạ. Chất liệu đồ này kia ngon lành, nó cũng giống nhau à, chất liệu giống nhau, thể có thể hơn nữa đó con. Đúng rồi, có thể chất liệu hơn nữa. Cái vải nó không ấy nha, chứ đắp mền á, đắp cái mền vô. Mịn. Nó mịn mà nằm là nó thấy nó mỏng mà tưởng đâu nó ấy nghe ai về nó ấm. Ấm ghê mỏng mà không ấm. Không biết sao cái loại vải nó kỳ vậy nha. Ví dụ mùa đông á, cái nhìn thấy cái mà con mỏng về về con nghĩ còn đắp không ấm mà đắp rất là ấm. Mà mùa hè là đắp nó mát. Bên chú mùa hè chú vẫn ngủ chứ vẫn đắp mền nha. Tại vì cái temperature mình mở ra cái máy lạnh. Độ nó máy lạnh nó quen rồi đó coi. Cho nên mình cũng phải có cái mền mình đắp lên mình thấy nó ấm áp lắm. Sáng nay mới nói chuyện bác gái nè. Xây cái nhà lên không toàn là gia đình làm không. Cái màu sắc con khối cái màu sắc này chú thích nè. Cái màu này nhìn nó lúc nào nó cũng sống hết, sống động hết. Nó không có sáng. Chú này lần đầu tiên luôn hả? Lần đầu tiên đây chứ. Người ta mới xong mà. Ba cũng như ông ba cũng lần đầu tiên đây. Ủa bố cũng lần đầu tiên luôn hả? Hồi ba con chuyến trước về là lúc đó là mới mua đất xong rồi là chuẩn bị là xây hàng rào, xây móng thôi. Mà đi xong giờ về mới xong, ghê không? 8 tháng. Dễ sợ. Đất đẹp quá ha. Dạ. Rất đẹp ha. Hôm sau nhìn cái hồ đẹp. Ồ chú này chú thấy buổi sáng nữa đi rồi chú mới thấy đó, được. Cái trời bên đó sáng dậy anh em ngồi bên đó uống cà phê ha. Đã có trời mưa rồi ha. Có lý. Chút nữa cái nhậu xong cái nhảy xuống tắm một cái luôn. Đây, chú quấy thấy hồ bơi tao thích. mỗi lần qua Florida là cũng như ba con như là hai anh em tao nhảy xuống hồ ngồi. Thay hồ thay nhau mà bơi. Nhưng mà Hoàng Bình bơi không lại ba đâu. Anh thì anh bơi sải, còn chú thì chú bơi theo kiểu người nhái. Con về đây ăn uống hay sao? Cũng bình thường. Được chú, ok. Mà con đi tới đi lui hoài cũng quá cái. Em tình cờ cái là không ngờ là em gặp anh Hưng ở đây luôn phải không? Không ngờ luôn đó chứ. Đó. Không ngờ gặp anh Hưng luôn. Em công về. Tối qua lúc mà anh gọi anh livestream á. Tối qua em FaceTime cho em á. Thấy anh ngồi với anh giật mình đó chứ. Thấy thồn phải không? Thấy thồn. Nghe tin công về tranh thủ về trước 20 ngày đông đông. Đó. Anh về Sài Gòn phải không? Nhà Sài Gòn, nhà Bình Thạnh. Nhà anh ở nhà Bình Thạnh á. Bình Thạnh là thành Vĩnh á. Anh ở là hình như nhỏ lớn mà. Ở lý do người ta sao Bình Thạnh thành Bình. Nó lái mà hồi xưa ở khu những phường chính. Dạ. Nói là phá nhậu.
À, Phú Nhuận là khoái nhậu. Khoái nhậu qua bên Bình Thạnh thành bệnh luôn. À. Nhậu quá thành nó bệnh luôn. Phú Nhuận Bình Thạnh gần nhau, ở đó ở nhà Phú Nhuận. Anh còn hai bà con bên này không anh? Còn má còn nhà, bà Điểm. Ô vậy đó hả? Ừ, nhà gốc sinh đẻ ở bà Điểm Hóc Môn. Anh là sinh đẻ Sài Gòn luôn phải không? Sinh đẻ không, bà Điểm Hóc Môn. À. Giờ anh người Tiêu mà. À. À. Hai cái dành, mẹ. À. Nhờ mất gốc rồi. Ông già sinh đẻ ở đây. Bà, anh còn nói được không? Nói tiếng Hà được không? Nghe tiếng Quảng. Ờ Quảng hả? Ta nói chút chút mình nghe giống như đáp chữ nghe hiểu được chút. Vậy. Nhưng mà nó nói lại thì cũng khó nói. Bình là giống như bản xô của bác. Ừ. Mình biết. Giống bác trai hả? Bản xô đó. Ừ. Bản xô đó. Chú về bà nội la quá trời, không chú đi liền đó. Nội cho đi. Nhưng mà nhớ nghe việc nghe ngày mai khi mà mai mốt nếu mà trên đường đi về đó là con nhớ làm gì làm á, bởi vì chuyến bà đầu đi biển á là chú có hứa là mua cao cho bà nội. Mà bây giờ nó có đường cao tốc là anh bố. Lên một cái đi thẳng luôn. À, bây giờ nó có đường, không có ghé đâu được hết, không có mua không mua cao được về bà nội con la quá trời. Đó. Rồi bây giờ ngay giờ là sáng mai mà mốt mà chú về đó thì chú phải ghé chú ghé mua chợ Long Khánh đó. Chú ghé chú dạ. Mua cho bà nội. Thường thường có mua cho bà nội, có mua chỗ nào vậy? Cao trậu chợ, bây giờ ăn cái cao lắm mà ngay chỗ ngã ba mà đường bà Điểm thứ cao trậu là gốc biết 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 không con? Không. Nhưng mà giờ lấy ở Long Khánh á, ngay chỗ hải sản đường phố mình quẹo qua có cái chợ Tân Thanh đó, chợ Tân Thanh xuống Thanh vậy đó, bán ở bên Đài Loan. Chợ nhỏ Xuân Thanh. Phụ quen bà chị ở Bà Điểm. Nội chứ gì chứ mà không có cao là bà bực mình lắm. Có cao là bà dễ chịu, bà vui. Bà trời ơi, biết trước nè, dặn mua cô cho bà nội. Bà không cần tiền cần bạc gì hết. Đúng rồi. Con bán cao hả? Cao hả trời. Nếu mà chín mấy rồi, con 2 năm đi gần 90 rồi. Ít bữa đám cưới hậu em xuống không? Thằng hậu con sáu á, con sáu em á, vợ luôn chạy xuống vậy. Ừ. Anh không cần mua cao mai đi về Bà Điểm nè. Chưa, khi nào tôi cần ấy tôi không anh. À, mai về Bà Điểm. Bà Điểm là xứ cái cao trầu hả? Ủa vậy hả? Ở vườn dậu, hậu con nghĩa hả? Bà Điểm. Hậu con nghĩa gì? Hậu con của chị Hồng. Con chị sáu em á. Sáu á. Vợ luôn chạy xuống. Không cho hai luôn. Mà mấy con chắc có con lùn nữa. Có chứ, mời đầy đủ chứ. Con lùn á. Con khi nào con xuống? Thì đó 18, 19 xuống. 18. Chiều 19. À, chiều 19. Chiều 19 mới ấy, rồi sáng 20 lại thì là đám thêm lần nữa. Chị Thảo là sáng 19 vô. Sáng 19 vô hả? Vậy là chứ này vui đó. Quá vui các bạn ơi. Hôm nay chú cháu anh em Hằng Nguyên ăn uống. Cứ cái câu chuyện của anh em Bình Huỳnh như chú cháu Bình Huỳnh vậy đó. Nhưng mà các bạn biết thường thường ông anh mình với lại bà chị đây với cháu về chuyến này rất là bận rộn, chuẩn bị là có đứa cháu ngoại gái ra đời nữa nè, thấy không? Rồi cháu Ngọc á các bạn, công việc rất là bận rộn. Thứ hai nữa là mình cả nhà mình đều biết rồi, cháu buôn bán hàng, cho nên ở Việt Nam mình á ngay chỗ nhà Bảo mà cái chỗ mà để gói hàng cho con cái chỗ đó là coi như hiện tại bây giờ nhân viên con bao nhiêu người đó? 5 người. Rất là bận rộn đi, cho nên giao lại cho nhân viên làm. Yeah, rồi các bạn thấy bây giờ cháu phải đóng cửa nhà Florida bên kia để có giao cho người quen thân để mà quán xuyến quản lý nhà, chạy tới chạy lui để coi ngó về các bạn. Cho nên chú cháu Bình Huỳnh rất là bận rộn. Ở Mỹ chính mà Bình, vậy là Bình Huỳnh cũng vậy. Còn vậy quá hên luôn đó chứ. Đâu mà có đóng cửa được, ai đâu nhờ được chú. Chứ sao, làm sao cũng nhờ ai được mà tới được con liên tục. Mà mình người tin tưởng mình, người phải cho nó vô nhà mà. Chứ sao con. Mà khi mà con cứ tính này ở bên Mỹ, mà khi mà con đã giao chùm chìa khóa ai mà vô ra nhà mình rồi đó, là người đó rất là thân. Rất là thân, rất là tin tưởng 100% luôn đó, con biết không? Bình thường hay, quá hay được. Thôi các bạn ơi, anh em Bình Huỳnh đến đây cũng xin chào tạm biệt rồi. Trước khi chào tạm biệt cho chú cháu Bình Huỳnh cũng như anh em Bình Huỳnh ngồi đây, gửi lời cầu chúc đến đại gia đình của mình ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye, xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại video kỳ tới.